Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, những năm qua, nền nông nghiệp Việt Nam đã từng bước phát triển, bước đầu được công nghiệp hóa, phát huy được vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong bức tranh chung về kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2016, thì ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ nhỏ lẻ, thiếu liên kết, năng suất và chất lượng thấp, trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia thì ngày càng gay gắt. Biểu hiện rõ rệt nhất đó chính là cuộc khủng hoảng thịt lợn mà toàn xã hội đang được kêu gọi chung tay giải quyết hiện nay để có thể giải cứu những người nuôi lợn khỏi tình trạng rớt giá thảm hại. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này sẽ tập trung phân tích những vấn đề mà ngành nông nghiệp Việt Nam cần phải giải quyết trong năm 2017 để giảm bớt áp lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả ông Đào Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Xin cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước hết thì xin kính mời quý vị cùng với vị khách mời của chương trình hãy theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2016, trong mức tăng trưởng GDP 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, theo giá so sánh năm 2010, đạt 870,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,44% so với năm 2015. Thấp hơn so với mức tăng trưởng các năm gần đây. Năm 2015 tăng 2,62%, năm 2014 tăng 4%, năm 2013 tăng 3,6%, năm 2012 tăng 3%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016 đạt 140,9 tỷ đô la Mỹ, bình quân tăng 9,7%. Có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ là gạo, cà phê, cao su, cá tra, tôm, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, sắn và đồ gỗ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 32 tỷ đô la Mỹ. Vâng, thưa ông Đào Đức Huấn, như ông vừa xem trong phần clip ngắn tổng hợp của chúng tôi thì có thể thấy ngành nông nghiệp Việt Nam đạt cái mức tăng trưởng thấp nhất trong năm 2016 kể từ năm 2011 đến nay. Vậy ông đánh giá như thế nào về kết quả này? Và theo nhận định của ông thì đâu là nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng mà tăng trưởng chậm như vậy của ngành nông nghiệp? Năm 2016 thì 6 tháng đầu năm thì nông nghiệp của chúng ta lần đầu tiên thì tăng trưởng âm. Và với sự nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp và các địa phương thì cái mức độ tăng trưởng của năm 2016 đạt khoảng 1,36%. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy một cái xu thế rằng là cái mức độ tăng trưởng của nông nghiệp trong thời gian trở lại đây thì bắt đầu giảm dần. Điều đó cho thấy là cái dư địa trong việc tăng trưởng và phát triển khi chúng ta định hướng cái ngành nông nghiệp theo chiều rộng bắt đầu có cái xu hướng là giảm dần và cạn kiệt cái dư địa. Và chúng ta cần một cái sự thay đổi là chúng ta phải chuyển sang cái sự phát triển và tăng trưởng theo chiều sâu, nghĩa là chúng ta tập trung vào chất lượng, vào giá trị và nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp. Và đó cũng là cái xu hướng của và cái định hướng của chính phủ cũng như là của ngành cũng như các địa phương trong 3 năm trở lại đây trong cái việc mà chúng ta cần phải tái cấu trúc ngành nông nghiệp. Riêng năm 2016 cái sự tăng trưởng chậm của ngành nông nghiệp nó có nhiều cái nguyên nhân. Tuy nhiên rằng cả ngành nông nghiệp và các địa phương đều nhìn nhận 2016 là cái năm mà chúng ta chịu tác động quá lớn của vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái sự thay đổi bất thường của thời tiết. Điển hình là chúng ta 6 tháng đầu năm chúng ta nhìn nhận một đợt rét đậm kéo dài của 14 tỉnh phía Bắc trong vòng 60 năm qua mới xảy ra một lần. Tiếp theo đó là chúng ta một cái đợt lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên, và đặc biệt là cái đợt xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 100 năm qua, nó làm cho cái ngành nông nghiệp của chúng ta chịu rất nhiều các tác động, đặc biệt là ngành trồng trọt. Và cái sự suy giảm của ngành nông nghiệp trong 2016 chịu tác động rất lớn của cái sự suy giảm của ngành trồng trọt, và đó là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng là cái sự mức độ tăng trưởng của nông nghiệp năm 2016 chúng ta có một sự tăng trưởng chậm như vậy. Vâng. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào bức tranh của ngành nông nghiệp 2016 thì có thể thấy có một điểm sáng, đó là xuất khẩu nông sản thì lại ở một cái đà tăng.
Vậy thì theo ông điều này có đóng góp gì cho toàn ngành nông nghiệp không ạ? 2016 chúng ta cũng nhìn nhận là chúng ta tiếp cận được rất nhiều các thị trường khó tính đối với các sản phẩm nông sản của chúng ta, ví dụ như thị trường của Mỹ, Nhật hay là thị trường châu Âu. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta vẫn đang cố gắng và chúng ta hoàn toàn có thể làm được khi chúng ta tiếp cận các thị trường này. Cái vấn đề thứ hai là cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, một cái điểm rất rõ ràng trong năm 2016 đấy là các cái chính sách về tập trung về các cái vấn đề về đàm phán trong các cái hiệp định thương mại cũng như là tháo gỡ các cái rào cản trong vấn đề xuất khẩu của chúng ta, nó làm rất tốt. Rất nhiều các sản phẩm của chúng ta đã được thâm nhập và được đưa sang các thị trường khó tính. Thưa quý vị khán giả, trong bức tranh chung của nông nghiệp Việt Nam năm 2016 thì chăn nuôi là lĩnh vực đã có những bước chuyển dịch rõ ràng theo hướng tích cực, tức là chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, tăng hiệu quả kinh tế. Dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cũng được khống chế, không xảy ra trên diện rộng. Giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi thì có mức tăng khá, đạt khoảng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là quy trình chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn của Nhật. Từ nguồn thức ăn, chuồng trại tới cách thức chăm sóc. Những chú lợn đạt chuẩn sẽ được đem tới lò mổ, sơ chế và đóng gói ngay trong khu trang trại. Sau đó sản phẩm sẽ được chuyển tới các cửa hàng trong nội thành hoặc cấp đông để vận chuyển tới các tỉnh thành lân cận để tiêu thụ. Đây là chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ hoàn chỉnh và khép kín. Mô hình tiêu thụ cũ thì từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi qua đại lý, xong đó đến trang trại chăn nuôi, tiếp theo đó là đến thương lái đến lò mổ, tiểu thương, bán lẻ. Chính vì vậy là cái kênh phân phối như vậy nó quá dài và bị phân chia quá nhiều. Chính vì vậy giá thành nó đội lên. Chúng tôi thì khép kín và rút ngắn lại chỉ còn 3 khâu, đó là sản xuất thức ăn chăn nuôi và bán lẻ. Chính vì vậy là cái khâu trung gian nó được cắt giảm đi rất là nhiều. Chuỗi liên kết trong chăn nuôi, trong sản xuất nông nghiệp ấy, thì đây là một trong những cái vấn đề sống còn đối với ngành nông nghiệp. Từ sản xuất không liên kết với thị trường tiêu thụ sẽ tạo ra cái mất cân đối về cung cầu và cái biến động nó là thường xuyên và sẽ rất là thiệt hại cho người chăn nuôi. Và đồng thời thì cái liên kết mới truy xuất được cái nguồn gốc hàng hóa và cái người sản xuất sẽ có trách nhiệm để làm cái sản phẩm mình tốt, đáp ứng người tiêu dùng. Chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ chính là mô hình thể hiện hợp tác nông dân, doanh nhân. Chuỗi liên kết đó được vận hành theo hai hình thức. Một là doanh nghiệp đóng vai trò là nhà đầu tư, hướng dẫn nông dân sản xuất, chế biến, rồi trực tiếp tiêu thụ. Hai là doanh nghiệp kết hợp với hợp tác xã, trang trại để bao tiêu sản phẩm. Trong quá trình này, doanh nghiệp vẫn đưa ra những chỉ đạo và điều phối. Cách làm thứ nhất đòi hỏi doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn và kế hoạch kinh doanh bài bản. Theo các chuyên gia, cách làm thứ hai được đánh giá là khả quan hơn trong bối cảnh ngành chăn nuôi của Việt Nam còn nhỏ lẻ và nông hộ chiếm đại đa số. Hộ gia đình không thể đứng một mình tổ chức chăn nuôi rồi vừa cung ứng vừa bán hàng vừa tiêu thụ trong cái bối cảnh hội nhập như thế này. Cho nên hiện nay chúng tôi đang tập trung xây dựng cái mô hình là tổ chức liên kết chuỗi mà doanh nghiệp sẽ là nòng cốt, các hộ gia đình chăn nuôi sẽ là vệ tinh. Chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thịt lợn hiện nay, sản lượng của doanh nghiệp giảm 20%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn giữ được mức tiêu thụ ổn định. Bởi lẽ, chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ dựa trên mô hình chăn nuôi và giết mổ khoa học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó hạn chế được rủi ro và tạo đà cho phát triển chăn nuôi một cách bền vững. Thưa ông, như phóng sự vừa rồi cũng chỉ ra thì có thể thấy trong năm 2016 thì ngành chăn nuôi cũng đã có những cái phát triển khá là tích cực. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại, chắc chắn rằng ông cũng như tôi và tất cả quý vị khán giả đều đã nghe rất nhiều đến câu chuyện về những hộ chăn nuôi lợn hiện nay đang khá là điêu đứng do mà giá thị trường thì tụt dốc một cách nhanh chóng. Một phần dự báo nguyên nhân là do hiện nay chúng ta đang khủng hoảng thừa đàn lợn và tổ chức ngành hàng thịt heo của Việt Nam thì chưa tốt. Thưa ông, nhận định của ông là điều này ảnh hưởng như thế nào đến toàn ngành chăn của Việt Nam? Xét về mặt nguyên nhân thì tôi cho rằng là chúng ta nhìn nhận trên góc độ là cái về vấn đề về tổ chức sản xuất và cái thói quen sản xuất của người dân. Nếu như một cái chuỗi ngành hàng và một ngành sản xuất mà chúng tôi thường nói đấy là một cái ngành sản xuất tương đối thụ động. Thụ động là gì? Là người nông dân thực ra thì quyết định sản xuất dựa trên yếu tố về giá. Thì thực ra thì chúng ta mở rộng đàn chúng ta cũng chưa biết là chúng ta bán đi đâu.
Chúng ta chỉ biết rằng giá cao thì tôi mở rộng đàn. Đó là một cái sự thụ động của người chăn nuôi hiện nay, và rõ ràng là nếu chúng ta không tổ chức liên kết, chúng ta không sản xuất theo hợp đồng thì người nông dân sẽ mãi mãi rơi vào trong trạng thái đó. Cái khía cạnh thứ hai là cái về mặt cấu trúc thị trường. Năm 2016 là cái năm mà chúng ta xuất khẩu tiểu ngạch khá nhiều sang thị trường Trung Quốc. Và nếu như một cái quan hệ cung cầu chúng ta dựa trên các cái hoạt động về xuất khẩu tiểu ngạch thì nó rất nhiều rủi ro và nó tiềm ẩn và nó không bền vững, nó không tạo ra sự ổn định. Như thế là khi mà cái phân khúc thị trường xuất khẩu chúng ta bị đóng lại và chúng ta bị ngừng lại thì đó nó dễ xảy ra khủng hoảng, bởi cái thị trường trong nước không thể giải quyết hết và tiêu thụ hết được cái khối lượng hàng với cái mức độ cân đối về mặt cung cầu như vậy. Đấy là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai mà chúng ta cũng phải nhìn nhận ở góc độ hiện nay, đấy là cái mức độ về nghiên cứu dự báo và cảnh báo thị trường của chúng ta hiện nay vẫn còn rất hạn chế. Với một cái quy mô nhỏ như Việt Nam thì cho rằng hệ thống đấy đóng vai trò rất quan trọng. Cuối cùng là chúng ta cũng phải nhìn nhận trên góc độ về quản lý nhà nước. Hiện nay ngành chăn nuôi hay là các cái sản phẩm sản xuất nông nghiệp chúng ta hiện nay chúng ta sản xuất không có điều kiện. Có điều kiện ở đây có thể là cần có sự khai báo và có một sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta có thể cân đối một cách tốt nhất cái mối quan hệ cung cầu trên thị trường để đảm bảo cái thị trường nó không có một sự biến động như là cái thiệt nạn vừa qua. Hiện nay có một giải pháp được đưa ra để giải cứu cho ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam, đó chính là thay đổi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc mà không phải là tiểu ngạch như trước đây nữa. Ông nghĩ như thế nào về giải pháp này? Giữa xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và hình thức tiểu ngạch nó có một cái sự khác nhau rất rõ ràng. Nếu như mà xuất khẩu chúng ta theo hình thức tiểu ngạch thì tiềm ẩn rủi ro và nó không ổn định. Nhưng nếu chúng ta sản xuất theo chính ngạch có nghĩa là chúng ta bị kiểm soát chặt chẽ hơn về mặt kỹ thuật, về mặt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên là cái quá trình thương mại đó thì căn cứ theo hợp đồng kinh tế. Và khi thương mại theo hợp đồng có nghĩa rằng là cái cung cầu, cái cân đối cung cầu nó được rõ ràng hơn, nó được xác định ngay từ đầu. Và cái rủi ro của người sản xuất được hạn chế rất nhiều. Và cái xu thế hiện nay trong cái quá trình mà tự do hóa thương mại thì rõ ràng xuất khẩu chính ngạch vẫn là cái giải pháp có một cái sự ổn định và có một cái hình thức tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp. Và hầu hết trong đối với các nước, đặc biệt là các cái thị trường khó tính thì chúng ta cần phải sản xuất, tổ chức sản xuất theo hợp đồng. Hiện nay chúng ta nói nhiều đến vấn đề là phát triển nông nghiệp bền vững. Nhưng vậy thì liệu có thể phát triển bền vững được không khi mà hiện nay ngành chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào một thị trường vốn có rất là nhiều bấp bênh và rủi ro như là thị trường Trung Quốc? Xét trên góc độ các cái đánh giá về các cái ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại và các hiệp định đối với ngành chăn nuôi thì ngành chăn nuôi là một trong những ngành mà cái sức cạnh tranh thấp nhất trong các ngành khác. Ở đây trên khía cạnh chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái chi phí sản xuất của chúng ta vẫn còn cao, giá thành sản xuất chúng ta cao, chất lượng của chúng ta chưa được đảm bảo để mà đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về thị trường của các nước. Để mà phát triển bền vững thì ngành chăn nuôi cần mà có một sự thay đổi rất mạnh mẽ. Ngoài cái việc mà chúng ta thay đổi trong cái việc mà chúng ta áp dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất để mà giảm giá thành, thì cái vấn đề về quản lý chất lượng và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật chúng ta cần phải đảm bảo. Vì nó không phải chỉ góc độ thị trường xuất khẩu, và ngay cả đối với thị trường trong nước thì chúng ta cũng cần phải có cái điều đó để chúng ta cạnh tranh với cái sản phẩm nhập khẩu. Trong mấy năm trở lại đây thì sản nhập khẩu thịt lợn của chúng ta vào Việt Nam cũng rất là nhiều. Và nếu các chuyên gia người ta đã cảnh báo rằng nếu chúng ta không có sự thay đổi thì bản thân thịt lợn có thể thua ngay trên sân nhà. Đó cũng là cái lời cảnh báo mà trong cái bối cảnh mà chúng ta đang gặp nhiều khó khăn như thế này, chúng ta cần phải có một sự thay đổi trong tái cấu trúc lại cái ngành chăn nuôi của chúng ta. Thưa quý vị, đó là câu chuyện của ngành chăn nuôi. Và đến với một câu chuyện khác, theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết năm 2015 thì diện tích rừng tại Việt Nam là 14 triệu hecta, chiếm 40% diện tích của cả nước. Và hiện có một số lượng không nhỏ người dân đang sống dựa vào khai thác rừng trái phép. Cùng với nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và quản lý rừng, hiện đã có nhiều tổ chức quốc tế đang phối hợp cùng với chính quyền địa phương triển khai những mô hình sinh kế bền vững, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, giúp họ giảm lệ thuộc vào rừng. Ghi nhận của phóng viên VTV4 tại huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên. Tận dụng lợi thế nằm ngay sát khu rừng phòng hộ với các chủng loại cây hoa phong phú, nhiều hộ gia đình tại khu vực này đã quyết định nuôi ong lấy mật để tăng thêm thu nhập từ chục năm trước. Nhưng 2 năm trở lại đây, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững SRD, nuôi ong lấy mật dần trở thành nguồn thu chính của các hộ dân. Hiện trung bình mỗi hộ ở đây có khoảng 20-25 thùng nuôi ong, mỗi thùng cho ra khoảng 1-1,5 lít mật ong. Đến năm 2015 thì dự án về tập huấn thì cũng có nhiều cái thay đổi.
hái được mật nhiều hơn mà sản lượng mật cũng nhiều mà bán cũng được giá. Và cũng được cải thiện về ong thì cũng kinh tế cũng được khá hơn trước kia. 25 đàn này của tôi là được độ 40 đến 45 lít. Nếu 40 lít mà bán giá 200.000 thì tôi cũng được 8 triệu. Cũng thế là rất phấn khởi. Tôi muốn là hết tháng 9 2017 này là tôi phải có 60 đàn ong. Cũng tại huyện Phú Lương, SRD đã triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín không chất thải. Mục đích của mô hình này là để hạn chế nguồn chất thải ra môi trường. Các phế phẩm nông nghiệp được sử dụng để nuôi giun quế, và giun quế lại chính là nguồn thức ăn cho gia cầm. Bắt đầu triển khai mô hình nuôi giun quế chăn gà từ năm 2015 với 100 con. Hiện đàn gà nhà anh Biên đã lên tới hơn 500 con. Cái mô hình này rất dễ áp dụng cho tất cả các hộ, nhất là những hộ nghèo, những hộ ở nông thôn là áp dụng dễ nhất mà phát triển kinh tế cũng được, nói chung là nó cũng đem lại rất là hiệu quả. Về tiêu thụ ấy, thì gà của mình bán được giá hơn, gà của mình không có mà bán, lúc nào cũng thị trường rất là đón nhận cái sản phẩm từ gà nuôi giun quế này. Sinh kế dưới tán rừng là một trong những nội dung trọng tâm của dự án phòng hộ rừng bền vững do trung tâm SRD triển khai tại 3 xã Ôn Lương, Yên Lạc, Động Đạt, huyện Phú Lương từ cuối năm 2013 đến nay. Gần 500 hộ dân là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tham gia chương trình. Dự án thì sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Nhưng mà cái hướng mà SRD vẫn còn hỗ trợ của Thái Nguyên hay là tất cả những cái vùng dự án khác là kết nối cái sản phẩm của họ với thị trường. Và trong đó thì nâng cao được cái chất lượng của sản phẩm, nâng cao được cái kỹ năng mà tiếp cận thị trường của người nông dân. Đầu năm 2017 thì trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện thì đã được chủ tịch Ủy ban huyện phê duyệt và hỗ trợ cho 300 triệu để nhân rộng cái mô hình này. Vì thấy cái sau khi thực hiện thì thấy cái dự án này nó hiệu quả và nó có đầu ra ổn định. Cho nên là lãnh đạo cũng quan tâm và hỗ trợ cái một phần kinh phí để sau khi dự án rút đi thì cái dự án này thì cái chương trình mô hình này nó vẫn còn lại với bà con nhân dân của huyện Phú Lương. Có thể nói tính bền vững trong dự án của SRD chính là đã mang lại sinh kế cho người dân từ rừng, đồng thời vẫn duy trì để tài nguyên rừng không bị ảnh hưởng tiêu cực. Thưa ông, thúc đẩy sinh kế cho các hộ nông dân nghèo là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Vậy ông đánh giá như thế nào về những giải pháp này ạ? Tôi cho rằng chúng ta cần phải nói cho nó chuẩn xác hơn một chút, đó là phát triển sinh kế nó không phải là giải pháp để phát triển bền vững mà nó cần phải gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Thúc đẩy sinh kế chúng ta phải hiểu là để phải tạo điều kiện để phát triển khu vực nông nghiệp và ổn định cái đời sống của người dân, và chúng ta phải nhìn nhận trên ba cái khía cạnh chính. Cái thứ nhất cần xem xét trên góc độ là các hoạt động để tạo ra một cái thu nhập ổn định cho người dân. Khía cạnh thứ hai trên góc độ về mặt xã hội thì các hoạt động về mặt sinh kế nó phải phù hợp với các cái trình độ về khả năng canh tác, khả năng sản xuất của người dân ở khu vực đó, nó không tạo ra một cái rào cản để người dân không thể tiếp cận được hoặc là vượt qua cái khả năng của người dân trong cái điều kiện đó. Cái khía cạnh thứ ba là các yếu tố về mặt sinh kế cần phải dựa trên gắn với các mục tiêu về bền vững về mặt môi trường. Có thể chúng ta dựa vào các điều kiện tự nhiên của người dân của các khu vực miền núi hay là các khu vực mà họ sinh sống để đảm bảo rằng các hoạt động đó nó không tác động đến môi trường, duy trì cái điều kiện về mặt môi trường, kể cả khía cạnh về rừng, các khía cạnh về mặt xói mòn đất đai hoặc là các cái khía cạnh khác. Thì ba cái yếu tố đấy nó luôn luôn tồn tại trong vấn đề về phát triển và sinh kế đối với người dân ở thời điểm hiện tại. Vậy thì để triển khai hiệu quả hơn việc phát triển sinh kế cho người nông dân, góp phần vào việc phát triển nông nghiệp một cách bền vững, thì theo ông chúng ta có những cái giải pháp như thế nào? Ở thời điểm hiện tại thì cái vấn đề phát triển sinh kế nó đặt trong một cái môi trường rất mới so cách đây 10-15 năm. Ở đây vấn đề phát triển sinh kế nó không phải là vấn đề về an ninh lương thực nữa, mà nó yêu cầu vấn đề về thu nhập, vấn đề về đảm bảo đời sống dựa trên các hoạt động sản xuất đó. Vì thế mà cái vấn đề phát triển kinh tế ở thời điểm hiện tại thì nó lại có đặt ra một cái điểm mới, đấy là chúng ta phải gắn với thị trường. Tôi lấy ví dụ như là các cái mô hình về mà sản xuất các cái sản phẩm hữu cơ, ví dụ rau hữu cơ, các cái cây bản địa hay các cái hoạt động chăn nuôi bản địa, thì tất cả những cái điều đó nó phải gắn với nhu cầu của thị trường và phải gắn với các cái kênh thương mại để chúng ta có thể tiếp cận được thị trường. Và hiện nay người nghèo cũng phải tiếp cận thị trường chứ không phải chỉ có những cái hộ sản xuất hàng hóa.
Thưa quý vị, xuất khẩu nông sản của Việt Nam thì đang tăng lên và một số lĩnh vực nông nghiệp có thể sẽ có lợi từ các hiệp định thương mại và đầu tư mới, ngay cả khi những lĩnh vực khác đối mặt với cạnh tranh gia tăng. Các phong trào sinh thái nông nghiệp ngày càng sôi động và phát triển, bao gồm có trồng rau an toàn, rồi những kỹ thuật sản xuất hữu cơ và canh tác tự nhiên. Hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác trong cả nước cũng đang tham gia ngày càng nhiều vào các thị trường nông nghiệp cùng với các đối tác trong khu vực tư nhân. Đây là những xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững được Việt Nam đặc biệt chú trọng. Thay vì chế biến thông thường, công ty này đã đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn. Những sản phẩm gạo mặc dù bán với giá gấp đôi so với gạo trên thị trường, nhưng vẫn được người tiêu dùng đón nhận. Hiện 5 dòng sản phẩm của đơn vị này đang được phân phối vào nhiều hệ thống bán lẻ và chuẩn bị tham gia xuất khẩu. Số lượng có thể ít đi, nhưng mà giá trị gia tăng nó có thể tăng lên theo hướng là làm theo gạo nhãn hiệu, gạo có thương hiệu, mà hướng tới là cái mục tiêu là để đảm bảo tiêu chí là chất lượng, an toàn mà còn thơm và ngon. Chúng ta đã bắt đầu cái định hướng đầu tư về con người thay vì chỉ là đầu tư vào hạ tầng, định hướng là đầu tư cho cái việc nâng cao cái năng lực của cái người nông dân, nâng cao năng lực của các cái tổ chức hoặc là các cái thể chế tham gia vào cái phát triển nông nghiệp. Liên quan đến các vấn đề chính sách để gỡ nút thắt về thể chế của ngành nông nghiệp hiện nay, các chuyên gia và các nhà quản lý cho rằng giải pháp bền vững là làm sao phải lựa chọn những chính sách nông nghiệp lấy người dân làm trung tâm, cũng như những chính sách bền vững nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh lương thực. Thứ nhất là cái vai trò của nhà nước cần phải chuyển từ chỉ đạo sản xuất trực tiếp sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, tạo ra những quy định thuận lợi để cho các tác nhân khác và tạo để cho thị trường nguồn lực cũng như thị trường hàng hóa có thể phát triển. Thứ hai nữa là phải gia tăng cái vai trò thu hút sự đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào cùng đầu tư với nhà nước, thậm chí là cùng đồng quản lý và đầu tư trong những cái lĩnh vực mà trước đây nhà nước nắm vai trò chủ đạo. Để đưa tầm nhìn về một nền nông nghiệp bền vững, chúng ta cần củng cố sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các vị nghiên cứu, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thống, tạo nên xã hội dân sự và các doanh nghiệp nông nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Chúng ta phải lựa chọn những chính sách nông nghiệp lấy người dân làm trung tâm. Những chính sách bền vững hơn giúp tăng thu nhập của người nông dân, giảm bất bình đẳng xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và an ninh lương thực. Các chuyên gia cho biết, tại Việt Nam đã nhìn thấy có sự dịch chuyển nhất định nghiêng về một nền nông nghiệp xanh. Tuy chậm hơn, nhưng sẽ là tiền đề cho thương hiệu Việt Nam tạo được chỗ đứng trong nước và trên thế giới. Thưa ông, để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững thì Việt Nam cũng đã triển khai khá là nhiều biện pháp. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng là trong nông nghiệp của nước ta thì cũng tồn tại những cái mâu thuẫn trong thể chế phát triển. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta định hướng một nền nông nghiệp xanh, một nền nông nghiệp an toàn, thế nhưng mà lại cho phép kinh doanh và không dán nhãn biến đổi gen với một số mặt hàng, và nó đã tạo ra một cái mâu thuẫn và tạo ra những cái hệ quả lâu dài. Vậy thì theo ông, thách thức của ngành nông nghiệp trong thời gian tới sẽ là gì? Là cái sự biến đổi khó lường về mặt thời tiết, đặc biệt là cái ảnh hưởng về vấn đề biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp của chúng ta Việt Nam càng ngày càng phức tạp. Đây là một trong những cái thách thức rất lớn của chúng ta trong cái giai đoạn tới. Cái khía cạnh thứ hai là cái vấn đề về các cái chính sách trong vấn đề về tự do thương mại. Cái sự thay đổi về chính sách của các nước hiện nay và của Việt Nam cũng vậy, đó là chúng ta chuyển đổi từ cái việc bảo hộ sản phẩm từ các chính sách về mặt thuế quan sang các chính sách về các cái hàng rào kỹ thuật. Đây là một cái sự bảo hộ khó hơn nhiều so với chúng ta bảo hộ dưới góc độ về các chính sách thuế. Tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta xuất khẩu vào một cái sản phẩm rau quả vào thị trường Mỹ hay thị trường châu Âu, chúng ta có thể bỏ ra chi phí ra gấp 1,5 đến 2 lần chúng ta mới có thể đáp ứng được các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của họ. Nhưng mà nếu chúng ta đánh thuế thì chúng ta cũng chỉ đánh thuế được mấy chục phần trăm, chúng ta cũng có thể đánh thuế 100% hay 200% được. Rõ ràng là cái chi phí để chúng ta bỏ ra để chúng ta thích ứng với cái quá trình về bảo hộ các cái sản phẩm bằng hàng rào kỹ thuật là một cái thách thức rất lớn đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Và không chỉ đối với một hai ngành hàng mà tất cả các ngành hàng hiện nay chúng ta đều phải đối mặt nếu chúng ta muốn duy trì một cái vị thế xuất khẩu đối với các sản phẩm của chúng ta. Và cái thứ ba là các vấn đề về quản lý sản xuất. Hiện nay chúng ta nếu như các hoạt động sản xuất của chúng ta không có sự thay đổi mà chúng ta tổ chức sản xuất dựa hoàn toàn trên các tín hiệu về giá thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Vì thế mà cái định hướng trong vấn đề về phát triển chuỗi, vấn đề về tổ chức sản xuất gắn với các hợp đồng
thì đấy là một cái định hướng chúng ta bắt buộc phải hướng đến, và người nông dân cần phải thay đổi tư duy và doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi tư duy để bắt tay nhau trong các vấn đề chúng ta tổ chức sản xuất. Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp bền vững diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tham gia rất sâu rộng vào hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra cam kết rất lớn về thay đổi chính sách, thể chế, đặt ra thách thức và cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp. Ngoài vấn đề hội nhập thì chúng ta còn phải đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, khi mà biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp với tốc độ nhanh và khó lường như hiện nay. Chính vì vậy, vấn đề kiện toàn thể chế trong ngành nông nghiệp hướng đến phát triển bền vững và có trách nhiệm, trong đó bao gồm xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hộ nông dân mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực quản trị kinh doanh, ứng dụng khoa học và công nghệ, hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai, hoàn thiện thể chế chính sách tài chính, tín dụng trong nông nghiệp, v.v. Đó là những vấn đề quan trọng trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông Đào Đức Huấn đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục sẽ là phần điểm báo quốc tế. Thời báo Tài chính của Anh đưa tin các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam bắt đầu nhận được số lượng đơn hàng kỷ lục từ nước ngoài vào đầu quý 2 năm nay. Thời báo Tài chính đánh giá các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam đang thể hiện khả năng tốt, đảm nhận được nhiều công việc từ các thị trường quốc tế. Tính đến tháng 4 năm nay, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã tăng 13 tháng liên tiếp nhằm đáp ứng số lượng đơn hàng mới. Thưa quý vị, trang mạng công nghiệp thực phẩm của Trung Quốc đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa công bố số liệu xuất khẩu rau quả của 4 tháng đầu năm 2017. Theo đó, thì tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm nay của Việt Nam đạt mức là 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu rau quả chủ yếu của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng gấp 2 lần, còn thị trường Nga tăng gần 90%. Trang tin tức kinh doanh Thái Lan đăng bài bình luận với tiêu đề "Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics hiện đại". Trong 10 năm trở lại đây, sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất tại Việt Nam đã dẫn đến sự tăng trưởng tương ứng về lưu thông hàng hóa. Tổng khối lượng lưu thông hàng hóa năm 2015 đã tăng gấp 3 lần so với năm 2001. Vận chuyển container tại các cảng biển của Việt Nam cũng đang phát triển ổn định trong những năm gần đây. Những kết quả này có được một phần là nhờ vào các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng đang phát huy được hiệu quả, cũng như quyết tâm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông trong thời gian tới của chính phủ Việt Nam. Trang tin tức Đài Loan của Đài Loan Trung Quốc đưa tin, quý 1 năm nay, Việt Nam đón hơn 150.000 lượt khách du lịch đến từ đảo Đài Loan, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này đó là các nỗ lực quảng bá du lịch của Việt Nam trong vài năm gần đây. Ở chiều ngược lại, số lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan Trung Quốc vào 2 tháng đầu năm tăng hơn 90% nhờ vào chính sách miễn và cấp thị thực điện tử mà phía Đài Loan đang áp dụng cho công dân một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, trong chính sách hướng Nam mới của đảo Đài Loan thì Việt Nam được coi là một trong những đối tác quan trọng nhất. Hãng tin CNN của Mỹ đăng tải một video giới thiệu về nghệ thuật ca trù. Theo CNN, vào một buổi tối chủ nhật tại khu phố cổ Hà Nội, quý vị có thể nghe thấy tiếng xe máy, tiếng người bán hàng rong, tiếng chụp ảnh của khách du lịch. Nhưng khi đến với phố Hàng Bạc, một âm thanh khác chắc chắn là sẽ khiến cho quý vị phải chú ý, đó chính là ca trù, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam với âm thanh như đến từ một thế giới khác. Ca trù là sự phối hợp nhuần nhuyễn và đỉnh cao giữa thi ca và âm nhạc có lịch sử hơn 1.000 năm. Năm 2009, UNESCO đã công nhận ca trù là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhưng khi các ca nương ngày càng già và thế hệ trẻ dường như đang không mấy hứng thú với loại hình nghệ thuật này, thì nhiều người lo sợ rằng ca trù sẽ bị mai một. Nhưng rất may mắn là vẫn còn nhiều người đang nỗ lực để duy trì nét văn hóa độc đáo này của Việt Nam. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.